tiếp phần 22 của bộ truyện bắt đầu chấn kinh con vợ nữ đế, ta liền trở nên vô địch. Ninh Thiên thả lỏng bàn tay để thân xác của tên ngự thú môn ngã rúi rụi xuống đất, đồng thời đưa mắt nhìn khắp lượt các đệ tử của Thiên Ma giáo trịnh trọng thông báo. Ta cố ý giữ chân hắn là vì để cho hắn có thể quỳ lại vong linh, các ngươi tự mình xem mà làm đi. Lý Trường Sinh Dương cặp mắt đầy căm hờn nhìn hắn, đồng thời cung nắm tay thành quyền phẫn nộ tuyên thệ. Trường Đức, Đào Tử, các sư huynh đệ đã chết, ta sẽ đòi lại cho các ngươi gấp trăm, gấp ngàn lần." Một tên đệ tử đứng gần đó nói với giọng thù giận không kém. "Không sai, đây chính là đệ tử Thiên Ma giáo, nhưng hắn cũng không dễ giết như vậy được chứ." Diệp Lãnh lúc này không khác gì con thú bị thương nghiêm trọng đang sắp sửa bị xẻ thịt, cố lê thân người ngồi dậy, rồi quỳ trên nền đất thở hồng hộc, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn sợ hãi cùng cực, khẩn thiết khóc lóc van lơn, "Không, xin đừng, xin đừng tới gần ta." nhưng lời này nỉ muộn màng này không thể nào gột rửa hết được tội lỗi do bản thân Diệp lãnh tạo ra. Một đường kiếm dứt khoát hạ xuống tiễn hắn xuống cửu tuyền. Trong không gian chỉ nghe thấy tiếng thét kinh thiên của hắn vang vọng khắp núi rừng âm u. Một lát sau bên một góc tòa thành tịch mịch, vầng trăng tròn vẫn kiên nhẫn buông thứ ánh sáng dịu dàng soi chiếu khắp nơi. Những cơn gió lồng lộng không ngừng thổi qua mát rượi. Ninh Thiên cùng các đệ tử thiên ma giáo đứng bên trên bức tường nhìn xuống cái xác của Diệp lãnh đang được treo lơ lửng trên cây đà im lặng mặc tưởng cho những vong linh đã vì hắn mà chết oan. Một lúc lâu Lý Trường Sinh mới ngập ngừng cất tiếng hỏi, Tổ sư, vừa rồi chính ngài là người đã giải quyết đám diệp lãnh sao? Ninh Thiên vẫn nhìn chầm chầm về phía cái xác của tên ngự thú môn, giọng nói phát ra nghe nhẹ nhàng nhưng lại âm trầm sâu lắng, tâm trạng không tốt. Nên muốn đi dạo loanh quanh đây, tiện thể giải quyết tên này luôn. Ngươi yên tâm, người của ngự thú môn cũng đã xử lý xong hết rồi. Lý Trường Sinh không tin vào tai mình kinh ngạc la lên, một mình ngài lại xử lý hết được đám ngự thú môn sao. Những tên đệ tử khác cũng bàng hoàng sửng sốt phụ họa thêm, lại còn không có lấy một vết chảy xước. Đúng lúc đó màn hình hệ thống hiện ra thông báo mới, bạn đã khiến nhóm người của Lý Trường Sinh phải kinh ngạc, thưởng 5.000 linh khí tu vi. Sau đó những luồng khí tức liên tục chuyển hóa vào cơ thể của Ninh Thiên như sóng biển giạt rào, khiến anh ngỡ ngàng nói, cảm giác này, sắp đột phá rồi sao? Rồi đúng như Ninh Thiên dự liệu bảng hệ thống liền hiện lên thông tin cập nhật, chúc mừng ký chủ đã đột phá, hiện tại đã lên tới tứ tinh địa vương cảnh. Thấy hiện tượng kỳ lạ đó, tên đệ tử có mái tóc như vỏ sầu riêng càng bất ngờ kêu lên, người bình thường khi mới chiến đấu xong, dù ít hay nhiều đi chăng nữa thì linh lực thường sẽ không đủ. Thế mà tổ sư lại có thể đột phá, tên phía sau phát biểu với giọng đầy hâm mộ, không hổ là tổ sư, Lý Trường Sinh chố mắt phán hai chữ ngắn gọn, ngầu lòi. Ninh Thiên không tỏ thái độ gì với cơn mưa lời khen của các đệ tử, lạnh lùng ra lệnh, chuyện ở đây cũng coi như xong. Chúng ta về thôi. Các đệ tử hiểu ý vội cúi người phủ phục. Đó, thưa tổ sư. Đột nhiên trong không gian vang lên âm thanh đùng ầm chấn động, kèm theo đó là lô lốc đất đá từ trên cao rơi rớt xuống tòa thành. Khiến Ninh Thiên và mọi người đứng bên dưới giật mình đưa mắt nhìn lên. Lý Trường Sinh khó hiểu la lớn. Động đất sao? Ninh Thiên trả lời với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh chắc chắn. Không, động tĩnh này là của Thú Triều. Lý Trường Sinh hoang mang hỏi lại là thú triều sao nhưng ngự thú môn không phải đã bị tổ sư người nhìn thấy những luồng tà khí u ám từ trong một hẻm núi đang uốn lượn bay ngược lên không ngừng ninh thiên liền lên tiếng cắt ngang lời tên đệ tử có vẻ như tên diệp lãnh chỉ lợi dụng đám yêu thú ở âm phong sơn mạch này nguyên nhân của thú triều này là do nơi khác thiên phong thành mới hồi phục được sự bình yên nếu như lại gặp phải thêm thú triều lần nữa không có nhiều thời gian để ninh thiên có thể nói tiếp những lo ngại trong lòng nên anh nghiêm giọng truyền lệnh xuống trường sinh ngươi theo ta đi trước điều tra một phen các đệ tử còn lại ở lại đây đợi lệnh các đệ tử đồng thanh đáp rõ chuyển cảnh đến âm phong sơn mạch lý trường sinh bước theo sau ninh thiên liên lục ngọ ngoại đầu quan sát xung quanh đồng thời nói tổ sư trước đây ta đã nghe nói rằng yêu thú ở âm phong sơn mạch thường chỉ xuất hiện vào ban đêm xuất hiện như thế này rõ ràng là có điều không ổn không bao lâu sau câu nói đó những con dã thú bắt đầu lộ diện chúng há miệng kêu gào thảm thiết nghe vô cùng đinh tai nhức óc ninh thiên hướng mắt về phía bọn chúng nhẹ giọng cảm khái tới rồi nhìn lũ yêu thú trùng trùng lớp lớp đang bùa vây trước mặt lý trường sinh kinh hãi la lên tổ sư lũ thú hung hãn vô cùng đông đảo chỉ với hai ta thì rất khó mà tiêu diệt hết được chúng ninh thiên không nói gì chỉ khẽ phát tay lấy ra một cây cổ cầm làm vũ khí anh đưa tay lướt nhẹ trên dây đàn liên chuyển hóa thanh âm thành những luồng khí vận như dây roi liên tục quất mạnh về phía trước. Chứng kiến Ninh Thiên thi triển công pháp mới, Lý Trường Sinh toát mồ hôi hột hoang mang nhủ thầm. Đây là ngự thú thuật của ngự thú môn, kiếm đạo, nhạc đạo, hôm nay lại ngự thú chi đạo, tổ sư thật sự muốn sưu tập 3000 đại đạo sao? Đôi mắt hung ác rực lửa của những con thú trong nháy mắt đã trở nên xanh dịu hiền hòa, con hổ nhìn Ninh Thiên gầm lên như muốn nói với anh điều gì đó. Anh đưa ngón trỏ lên khẽ ngoắt con vật, đồng thời dịu giọng bảo qua đây khiến lý trường sinh đứng chứng kiến ở phía sau phải tái mặt kinh ngạc hắn chép miệng thì thầm bạch huyền hổ nhị gia yêu thú ninh thiên xoa đầu con hổ cười hiền từ hỏi nói tại sao lại từ âm phong sơn mạch ra đây nghe anh hỏi bạch huyền hổ tự dưng tỏ ra sợ sệt tiếng kêu cũng trở nên yếu ớt đáng thương ninh thiên nghiêm túc lắng nghe con vật bày tỏ nỗi lòng sau đó anh đưa một ngón tay lên trước mặt con hổ phát động những vòng tròn linh khí như thôi miên bảo, đưa ta tới bên trong của âm phong sơn mạch, xem xem thứ đã dọa các ngươi tới mức này. Những vòng tròn sóng âm này tác động lên thần thức của chú hổ, trong miệng nó tiếp tục phát ra thanh âm, rào ao thay cho lời đồng ý. Một lát sau con hổ dẫn Ninh Thiên và Lý Trường Sinh đến một vực núi tối đen thăm thẳm, nơi khởi nguồn của những luồng tà khí. Anh nhìn lớp khí u ám nồng đậm đang liên tục phả lên cao mà ngẩn người kêu lên. Đây là. Ninh Thiên căng mắt nhìn xuống bên dưới đáy vực, chợt phát hiện một khối hình hộp chữ nhật rắn chắc với hoa văn kỳ lạ bên trên đang không ngừng bung tỏa tà khí rồi ngỡ ngàng tự hỏi lăng mộ sao bất thình thình trên nền trời dáng một đạo khí tức vàng rực có chứa cùng phong chiếu thẳng xuống bên dưới kèm theo đó là những tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất lý trường sinh ngẩng mặt nhìn lên bàng hoàng cảm thán thiên hàng dị tượng tất có trọng bảo ninh thiên bất ngờ chạy vội về phía bờ vực đồng thời nói ta sẽ xuống xem ngươi ở đây đợi ta Lý Trường Sinh hoảng hốt la lên, tổ sư hay là chúng ta trở về trước bẩm báo với nữ đế. Nhưng không còn kịp nữa, Ninh Thiên đã phi thân bay vèo xuống bên dưới. Lý Trường Sinh đứng bên trên đưa tay ngăn cản, kêu gọi trong vô vọng, tổ sư. Ninh Thiên xuyên qua lớp khí hỗn mang đặc quyện hướng thẳng bên dưới mà lao xuống. Vừa chạm đáy anh liền phát hiện một luồng linh quang sáng rực đang lướt vèo về phía mình. Nó bay phần phật xẹt ngang qua người Ninh Thiên như trổi quét, khiến anh phải giật lùi về sau để né tránh nó tiếp tục giáng thêm một cú bồi về phía Ninh Thiên nhưng anh một lần nữa nhảy lùi về sau tránh kịp thứ vừa tấn công anh cũng dần hiện ra là thân ảnh của một cô gái nửa thân trên của cô ta mang dáng dấp con người nhưng phần thân bên dưới lại mang hình hài loài thú với cái đuôi dài ngoằng như xà tinh cô ta nhìn Ninh Thiên cười rùng rợn bảo kha 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 không ngờ người đầu tiên tới lại là một tiểu ca ca tuấn tú như thế này đấy vừa nói ả à ta vừa uốn éo thân người thẻ lưỡi liếm bàn tay mình với vẻ ma mị mê hoặc sau khi cho mày quan sát cái thể loại nửa người nửa thú kia một hồi ninh thiên đành bó tay cầu viện hệ thống hệ thống ngươi biết thứ này là cái gì không màn hình hệ thống liền hiện lên thông tin giải đáp dựa theo kiểm tra của hệ thống đây chắc là một yêu thú thủ mộ thất giai hoặc cao hơn ninh thiên đưa tay ra sau âm thầm triệu hồi cây cổ cầm rồi tự nhủ trong lòng hóa ra là yêu thú thủ mộ thánh hoàng cảnh trở lên không biết ngự thú chi âm của ta có tác dụng với nó hay không. Kệ đi, liều thử trước đã. Sau đó anh bắt đầu phát tay đánh đàn, khí vận như sóng âm không ngừng lan tỏa ra xung quanh, hướng về phía yêu thú thủ mộ. À yêu thú chỉ ngón tay về phía những vòng tròn sóng âm, phát động luồng khí tức mạnh mẽ kìm hãm lại, đồng thời mỉm cười châm chọc, vừa mới gặp mà đã động tay động chân rồi hả? Người ta còn chưa chuẩn bị xong mà, nói mấy lời nũng nịu trêu gẹo xong, ả à ta hung hãn chừng mắt thẻ lưỡi ham dọa đồng thời đưa tay lên bộc phát linh khí để phản công lại ninh thiên anh lộn người bay ngược lên không trung vừa khéo tránh được đòn tấn công hiểm hóc của ả à. hoảng hồn xuống nước hỏa hoãn chờ chút đã ta chỉ là đi ngang qua thôi mặt đất bên dưới chịu sự tác động của ngoại lực bụi đất bay dối mù trắng xóa nhưng ả à yêu thú thủ mộ lại điều khiển chiếc đuôi mình bay lên trực quấn lấy thân người của ninh thiên anh hốt hoảng nhìn đối thủ cắn chặt răng lo lắng nhủ bụng ta không phải đối thủ của cô ta, phải nghĩ cách để cô ta buông lỏng cảnh giác thoát thân mới được. À ta vừa vung đuôi đập ninh thiên xuống đất một cái rầm vừa cười cợt mỉa mai. Thế sao? Thần thiếp đã thủ hộ lăng mộ này phải hơn 20 năm nay rồi. Vừa mới đợi để lăng mộ mở ra, tiểu ca ca liền đi ngang qua. Không phải quá trùng hợp rồi sao? Ninh thiên bị chiếc đuôi đầy gai của ả à yêu thú quấn chặt đưa lên cao. Biết không thể thoát ra nên cười giả lả nói xuôi theo. Cũng, cũng đúng ả à, ta điều khiển chiếc đuôi đưa ninh thiên lại trước mặt mình sau đó lấy tay nựng cầm anh thè lưỡi cười khoan khoái nói tiểu ca ca nếu chúng ta đã có duyên như thế thì để thiếp yêu thương ngươi thật tốt nào lời vừa dứt ả liền há cái mồm rộng khủng bố đầy răng nhọn của mình ra toang nuốt lấy ninh thiên